Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Trời mưa thì mình chọn nhiều dòng vỏ phù hợp với cái đường Việt Nam mình với lại cái thời tiết. Nhưng mà chọn dòng nào là thích hợp và cái size vỏ nó lại lạ một xíu thì mình có bên shop hay bánh có hay không? Các bạn muốn tìm hiểu về size vỏ của mình thì liên hệ với số hotline của shop hay bánh để mình tư vấn thêm cái size vỏ. Có bên xem thử shop hay bánh có hay không và có những thương hiệu nào. Bây giờ các bạn theo chân mình để mình quay lại cái clip nói về một cặp vỏ Champion mới nhất của Thái Lan được nhập trực tiếp về shop hay bánh, lên kệ shop hay bánh để phục vụ các loại xe, ha. Bây giờ là một chiếc Randy có thông số là 110/70/12 đó, chuẩn bị gắn lên chiếc xe Randy. Đây là công đoạn anh thợ nó bắt đầu tháo được cái vỏ của xe khách ra rồi. Đây là vỏ cũ zin nha. Mình vừa leo lên cái kệ để mình lụm cái em này. Ơi, nặng. SHR79 110/70/12 cho cái dòng xe của, nói chung là một số dòng xe sử dụng cái size này. Thì trên hình mình cũng thấy được cái gai như thế nào. Bây giờ mình sẽ tiến hành gọc cái vỏ này ra để cho các bạn xem thử cái gai thật sự bên trong và cao su nó đã như thế nào ha. Trong lúc mà mình chờ anh thợ ảnh làm các công đoạn mà gọc vỏ ra rồi ra vô cái vỏ kia thì đây, con xe của anh khách trời mưa cố gắng tới shop hai bánh để mà thay cặp vỏ vì tin tưởng cái shop hai bánh là thay vỏ có các công đoạn thay kỹ, sử dụng máy móc và vỏ thương hiệu chính hãng đó. Ở đây mình sẽ quay qua công đoạn thay vỏ quen thuộc, công đoạn thay vỏ quen thuộc của shop hai bánh ha. Đầu tiên là với đội ngũ thợ chuyên nghiệp được tuyển chọn chuyên nghiệp ha, huấn luyện tốt, sử dụng các thành thạo các máy móc chẳng hạn như là máy vô ra vỏ nó để tránh tình trạng chạy những cái mâm của khách hàng. Có các cao su này nè, cao su này và cao su đó để cho mình tránh tình trạng chạy. Thì đây cặp vỏ nhân vật chính hôm nay Champion, gai này nó giống tựa như Michelin City Grip với anh em, tựa vậy. Thì chất liệu cao su của nó là cực kỳ nha. Mùa mưa mình đi dòng về gai này, ví dụ mình thay cho vợ mình đi hoặc là mình đi đều ok hết. Đây, Made in Thái Lan nha, Made in Thái Lan luôn. Trên vỏ này họ để luôn cái website của vỏ luôn. Thì dòng vỏ này nói chung thương hiệu nó có thể là lạ với một số anh em ở thị trường Việt Nam, nhưng mà bên Thái Lan nó là một dòng được rất là được ưa chuộng anh em ha. Rồi tiến hành vô thôi. Gai này trời mưa nữa thì thôi rồi, còn gì nữa mà chờ. Các cái công đoạn á, các công đoạn mà mình vô vỏ thì buộc phải test nhớt, làm trơn đi cái niền cái viền ta lông này đi để mà khi mình bơm á cái vỏ nó lên đều hơn ha, vỏ nó sẽ lên rất là đều. Chứ còn mình không sử dụng làm bôi trơn thì nó sẽ không có đều khi mà mình bơm lên. Với những cái máy móc chuyên dụng như vậy á thì nếu mà không có phát sinh ra vô một cặp vỏ thay tầm khoảng 15-20 phút đổ lại nha anh em, nó 15-20 phút đổ lại với những xe mà dễ tháo. Còn những xe mà tháo có nhiều chi tiết hơn thì buộc phải thời gian nó lâu hơn xíu. Nó như vậy là xong một cái vỏ rồi, giờ ráp vô thôi, rất là nhanh. Máy móc chuyên dụng rồi thì quá dễ nè. Rồi thì thợ tháo ra xong sẽ sạch lại cái tăng bua cho nó hết bụi đi. Xe ảnh còn mới quá cho nên tăng bua nó cũng không bụi lắm. Mình sẽ sử dụng qua cái đồng hồ đo đúng áp suất lớp để cho cái vỏ nó đi được bền nhất và đúng số ký, mình đi nó êm ái hơn. Để mình cận cảnh lại khi mà cái vỏ trên xe như thế nào ha. Đó, gai đẹp cỡ vậy. Thì những đường rãnh nhiều, đường rãnh sâu giúp cho cái vỏ nó thoát nước tốt. Đây là cái công đoạn mà bơm bằng đồng hồ cho đủ số ký như nãy mình nói, đủ áp suất lớp nha anh em. Chứ mà bơm căng quá thì nó lại tưng mà nó hại vỏ. Bơm mềm quá thì xe chạy lại nặng, hao xăng. Hai cái vấn đề nhức nhối mà khi mình làm ở ngoài nhiều chỗ lại không có những cái đồng hồ bơm đúng kỹ thuật, nó sẽ hại nhiều lắm cho cái xe của mình. Đó, ra đều cái vỏ này. Đều hay không là mình có thể xem được cái chỉ nè. Mình quay bánh á, mình thấy được cái chỉ này nó ra đều với cái mâm là ok ha. Đó. Lao lại.
thì cái việc lau lại này giúp cho nhớt nó không có văng ra cái viền vỏ. Khi mà anh em chạy về á mà mình không lau lại là cái viền vỏ nó dính nhớt, như vậy rất là nguy hiểm ha. Tăng lợi thắng luôn. Ngon lành cành đào. Trước khi thay vỏ, bên mình luôn kiểm tra trước cái mâm của khách, nếu như mà lỡ cái mâm nó có bị quan, bị văng thì sẽ xử lý. Đó, xử lý. Ép lại, nói chung là bàn giao với khách nó là ép lại hay là như thế nào đó. Chứ còn nhiều khi cái mâm mà nó quan thì lại không có tốt cho khách đi. Kiểm tra kỹ, thí dụ trong lúc mình thay vỏ như vậy thì kỹ thuật của mình lại kiểm tra luôn bố thắng. Nhiều anh em đi á mà vẫn quên thay cái bố thắng thì nó lại hại qua cái dĩa thì lại hại tốn tiền. Đó. Cứ lúc mà thay vỏ mà thấy cái bố thắng nó mòn thì bên thợ mình sẽ báo luôn để mà tiện sẵn tháo ra rồi thay thẳng cho khách luôn. Thì cái công đoạn thay vỏ trước cũng như thay vỏ sau đều giống nhau. Nó mình không có, nói chung là mình sẽ không lặp lại những cái hình ảnh trên này nhiều quá trong thời gian chờ anh thợ ảnh làm. Đó, thì cũng là ép mâm rồi ra vô bằng máy đúng kỹ thuật. Bên shop thay bánh luôn có những dòng nhớt chính hãng, vỏ chính hãng để anh em có thể thoải mái mà lựa chọn ha. Dành cho rất là nhiều dòng xe, thì anh em nào muốn tư vấn về vỏ, về nhớt cứ liên hệ số hotline, bên mình luôn có những dòng nhỏ nhớt phù hợp với các dòng xe. Anh em thích đi bốc thì có bốc, đi êm có êm. Đó, rất là dễ lựa. Đối với dòng vỏ này, Champion, tất cả các size đều có mũi tên hướng dẫn cho thợ kỹ thuật gắn. Gắn bánh trước thì gai đi thế nào, bánh sau gai thế nào. Ở đây thì bánh trước nó sẽ là đi ngược giống như Michelin luôn. Nó rất là đặc biệt nha, rất là đặc biệt. Hôm nay trong clip này là cặp vỏ Champion 110/70/12 gắn cho một anh trai trời mưa. Anh nói là vỏ zin này trơn lắm hả em. Thì mình đã gân cạnh cái vỏ zin rồi, không có bàn gì vấn đề zin nhiều quá. Bánh trước nhìn nó gai ngược nó rất, nhìn gai ngược nó rất là lạ ha. Lạ thì trên nhà sản xuất người ta đưa ra như vậy thì mình làm, bên mình sẽ làm đúng kỹ thuật nó. Còn anh em có nhu cầu gắn đúng lại thì gắn xui lại thì mình vẫn gắn, nhưng mà nó lại sai kỹ thuật của nhà sản xuất đưa ra. Đây để mình đưa qua cái mũi tên đó thử cho anh em xem là tại sao mình lại nói là gắn ngược, chứ đâu phải mà tự nhiên mình gắn ngược. Đây ha, đó hướng dẫn cho khách sử dụng. Thì đây là bắt đầu mình bơm lại đúng ký. Bánh trước là 2,2 kg, hoặc là muốn mềm xíu tay lái cho nó êm xíu đi 2 kg vẫn được nha anh em. Thì ví dụ cảm nhận của anh em mình thích đi cứng xíu cứ báo với nhân viên thợ, người ta sẽ bơm cứng, nhưng mà không được vượt quá mức giới hạn của cái vỏ ha. Hoặc là thích đi mềm xíu thì cũng vậy, không được mềm quá giới hạn của vỏ. Công đoạn cuối cùng là lau lại mâm đã xong, kiểm tra lại thắng, gắn lại van vòi, kiểm tra lại thắng lại van vòi, test xe các kiểu rồi giao xe cho khách để hoàn thành một chiếc xe thay vỏ. Cảm ơn anh nhiều. Ví dụ hôm nào mình có thay thêm xe nào em tới em tư vấn. Còn hả? Xe 135 thì em chưa có. Dạ chưa có. Ủa mình ý anh nói là vỏ hả? Có anh, vỏ nhiều lắm. Hôm nào có chạy qua em tư vấn cho. Dạ. An tâm đúng không? Rồi cảm ơn anh, cứ cảm nhận thử ha. Rồi thì vừa rồi mình mới làm một cái chủ đề về cặp vỏ Champion size 110/70/12 đã có trên kệ số thay bánh và tất cả các shop, tất cả chi nhánh số thay bánh được trải rộng khắp Sài Gòn. Thì anh em nào có nhu cầu thay vỏ Champion cứ liên hệ với website chuyến xem trên trước trên shop website số thay bánh, hoặc là điện tới số hotline trên màn hình để mà bên mình tư vấn cái dòng vỏ Champion phù hợp với loại xe, hoặc là còn nhiều loại khác như là Dunlop, Michelin, Bury, Bachelor. Nó rất là nhiều dòng và nhiều loại giá phù hợp với lợi túi tiền của anh em và cái nhu cầu đi đường. Thì ngoài ra shop hai bánh có vỏ nhớt đồ chơi chính hãng, mình có luôn mảng xe cũ bữa giờ rất là hot, rất là hot. Hôm nay là mình bán sáng giờ quá trời xe, thì đó các dòng xe như Leader, Vision, SH Mod, AB, Winner và Center luôn. Anh em nào cần mua xe cũ cứ xem trên website xe cũ hai bánh, hoặc là anh em nào muốn bán xe bên mình cũng thu luôn ha, cũng thu luôn. Cứ liên hệ số hotline đó, mình sẽ tư vấn và check thử xe mình giá trị bao nhiêu, có thể mang đến đây để mình check và đổi liền tại chỗ, với một yêu cầu duy nhất là xe zin, còn xe chọt kẹt là bên mình không thu ha. Rồi clip này đến đây hết, cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được shop hai bánh đặt lên hàng đầu, cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua.